Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Lilo Sài Gòn TV. Tiếp theo là phần tin quốc tế, kính mời quý vị cùng theo dõi. Ukraine tìm cách ngăn cho Nga tuyên bố chiến thắng. Nhà máy nguyên tử Chernobyl có nguy cơ rò rỉ. Hoa Kỳ và châu Âu gặp khó khăn để chuyển máy bay cho Ukraine. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Một viên chức cấp cao trong chính phủ Ukraine cho biết hôm nay, quân đội Ukraine đang dồn nỗ lực chặn đứng cuộc tiến công của Nga trong vòng 7 đến 10 ngày tới để không cho ông Putin tuyên bố chiến thắng. Ông Vadim Denisenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine cho rằng Nga đang cố gắng giành được một chiến thắng nào đó và ông nêu ra thành phố Mariupol hoặc thủ đô Kiev là những mục tiêu rõ rệt nhất nằm trong tầm ngắm. Loan tin trên mạng Facebook, ông Vadim ghi nhận, Nga cần ít nhất một chiến thắng nào đó trước khi buộc phải tham gia vào các cuộc đàm phán cuối cùng. Vì thế, Ukraine cần trụ vững trong vòng từ 7 đến 10 ngày tới. Trong khi đó, vào đêm qua tại thủ đô Kiev, đã có báo động phòng không kêu gọi người dân hãy đến các hầm tránh bom càng nhanh càng tốt. Nga hiện vẫn tiếp tục pháo kích vào các địa điểm trọng yếu của Kiev để làm giảm khả năng chiến đấu của Ukraine trước khi cho lực lượng binh sĩ tiến vào. Hôm nay là đúng 2 tuần diễn ra cuộc xâm lược. Quân đội Nga đã tiến sâu dọc theo đường bờ biển của Ukraine. Thành phố Mariupol nằm ven biển Azov đã bị lính Nga vây hãm trong nhiều ngày và đang xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo trong thành phố, có 430.000 dân bị bao vây. Trong nhiều ngày, khi các lực lượng của Moscow bao vây các thành phố của Ukraine, những nỗ lực tạo ra hành lang để di tản dân thường một cách an toàn vẫn thất bại trong bối cảnh chiến sự tiếp tục diễn ra. Khi chiến dịch quân sự bước sang ngày thứ 14, Nga đã kiểm soát thành phố Kherson ở miền nam, bao vây Mariupol ở đông nam, Kharkiv ở đông bắc Ukraine và tìm cách tạo thế gọng kìm với thủ đô Kiev. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đánh giá đà tiến công của lực lượng Nga đang chậm lại đáng kể. Nhà máy nguyên tử Chernobyl có nguy cơ rò rỉ. Hôm nay, giới chức Ukraine tuyên bố binh sĩ Nga đã tìm cách cắt điện nhà máy nguyên tử Chernobyl, dẫn đến nguy cơ nhà máy có thể phát nổ và gây khủng hoảng phóng xạ. Uranego, công ty năng lượng Ukraine, ngày hôm nay cho hay nhà máy Chernobyl bị ngắt kết nối hoàn toàn khỏi lưới điện, thêm rằng họ hiện không thể sửa chữa vì tình hình chiến sự tại khu vực. Nhà máy hiện đang chạy bằng máy phát điện và chỉ có thể chạy trong vòng 48 giờ. Điện cần có thể giúp chạy máy làm nguội thanh nhiên liệu nguyên tử. Trong thời gian này, phóng xạ có thể bị rò rỉ nếu tình trạng mất điện liên tục diễn ra. Nếu xảy ra vụ nổ mới, bụi phóng xạ có thể bay sang châu Âu hoặc Nga, gây hiểm họa và phóng xạ cho người dân. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, viết tắt là IAEA, loan tin, Ukraine đã thông báo với họ về vụ mất điện, nhưng hiện nay chưa thấy tác động nghiêm trọng nào đến an toàn phóng xạ. Sau khi phát động chiến dịch quân sự xâm lược Ukraine hôm ngày 24 tháng 2 vừa qua, Nga kiểm soát nhà máy điện Chernobyl, nơi xảy ra thảm họa hạt nhân vào năm 1986, khiến hàng trăm người bị chết và gây lây lan ô nhiễm phóng xạ về phía Tây Âu. Mặc dù đã ngưng hoạt động từ lâu, nhưng thanh nhiên liệu nguyên tử vẫn cần được làm nguội. Hơn 200 nhân viên vẫn làm việc tại đây bởi nhà máy đòi hỏi phải duy trì hoạt động liên tục nhằm ngăn một thảm họa nguyên tử khác xảy ra. Ngoài Chernobyl, lực lượng Nga cũng đang kiểm soát Zaporizhzhia, nhà máy điện nguyên tử lớn nhất của Ukraine. Hoa Kỳ và châu Âu gặp khó khăn để chuyển máy bay cho Ukraine. Hoa Kỳ đã gặp thất bại sau khi tìm cách thuyết phục Ba Lan làm nơi chuyển chiến đấu cơ cho Ukraine và hiện đưa bà Phó Tổng thống Kamala Harris đến Ba Lan và Romania để thảo luận các bước kế tiếp trong việc đối phó với cuộc xâm lăng Ukraine của Nga. Trong chuyến thăm Ba Lan và Romania, Phó Tổng thống Harris sẽ tập trung bàn về cách thức mà khối NATO có thể thi hành các trừng phạt kinh tế đối với Nga, cũng như làm sao để các nước thành viên khối NATO giữ được sự đoàn kết. Nhân dịp này, bà Harris cũng sẽ đến gặp những người tị nạn Ukraine ở Ba Lan và thảo luận về trợ giúp nhân đạo, an ninh,
cho Ukraine và các nước trong khu vực. Chuyến đi Ba Lan của bà Phó Tổng thống Harris diễn ra vào lúc Hoa Kỳ và Ba Lan gặp bế tắc trong việc giao chiến đấu cơ cho Ukraine để chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Ba Lan muốn chuyển giao các chiến đấu cơ MiG-29 cho Hoa Kỳ, rồi Hoa Kỳ sẽ giao cho Ukraine. Có nghĩa Ba Lan không muốn chịu trách nhiệm là quốc gia làm bàn đạp cho cuộc chiến Ukraine. Ngược lại, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ lại không muốn trực tiếp giao cho Ukraine vì sợ khối NATO bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Nga. Trong thời gian qua, Tổng thống Ukraine thúc giục Hoa Kỳ và châu Âu cung cấp cho Ukraine các chiến đấu cơ thời Xô Viết. Vì phi công Ukraine đã được huấn luyện thành thạo nhắm giao tranh với máy bay Nga, cũng như thả bom quân Nga ở bên ngoài các thành phố trọng điểm. Nhưng bế tắc hiện nay là ở Ba Lan, nơi có biên giới với Ukraine và là nơi trung chuyển vũ khí tốt nhất cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng các quốc gia cho Ukraine sử dụng phi trường để tấn công Nga có thể bị coi là đã tham gia vào cuộc xung đột và sẽ bị trả đũa thích ứng. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đưa hai chiếc chống hỏa tiễn Patriot với Ba Lan để giúp quốc gia này có thể chống lại các mối đe dọa tiềm tàng. Khi Nga tiếp tục chiến dịch ở Ukraine và có thể bắn hỏa tiễn tầm xa sang phía Ba Lan, nếu chiến tranh gia tăng, Patriot là hệ thống hỏa tiễn đối không được thiết kế để chống lại và tiêu diệt hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn, máy bay và hỏa tiễn hành trình, nhất là của Nga, chế tạo. Tổ chức phòng thủ châu Âu viết tắt là EUCOM khẳng định, đợt điều động hỏa tiễn Patriot này đơn thuần là biện pháp phòng thủ để bảo vệ lực lượng theo Điều 5 Hiệp ước NATO, không phục vụ bất kỳ hoạt động tấn công nào. Điều 5 trong Hiệp ước NATO quy định một cuộc tấn công vào bất kỳ quốc gia thành viên nào đều được xem là cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh. Mỗi động thái của chúng tôi thực hiện đều nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công và trấn an đồng minh. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh, ông Ben Wallace, cho biết nước này đang xem xét chuyển hỏa tiễn phòng không vác vai loại Star Trek cho Ukraine, nhấn mạnh đây là vũ khí phù hợp với mục đích phòng thủ. Theo ông Wallace, điều quan trọng là Ukraine duy trì khả năng hoạt động của không quân và đối phó với các đòn không kích của nước Nga. Ngừng bắn 12 giờ quanh hành lang nhân đạo. Giới chức Ukraine và Nga đã đồng ý tạm ngừng bắn trong 12 tiếng dọc các đường di tản dân thường tại 6 khu vực. Phó Thủ tướng Ukraine hôm nay thông báo Nga cam kết tôn trọng lệnh ngừng bắn tại 6 khu vực xảy ra giao tranh ác liệt, gồm những vùng quanh thủ đô Kyiv, thành phố miền nam Zaporizhia và một số vùng phía đông bắc Ukraine. Dân thường ở những thành phố quanh thủ đô, trong đó có Irpin và Bucha phía tây bắc, sẽ được di tản đến thủ đô Kyiv để tránh chiến sự. Tuy nhiên, sau đó phía Ukraine đã cáo buộc Nga không tuân thủ thỏa thuận cho phép dân di cư tản qua các hành lang nhân đạo. Thêm rằng, hoạt động di tản diễn ra ở thành phố Sumy và Enehoda, nhưng không thành công ở Kharkiv và chỉ được tổ chức ở một số khu vực tại Kyiv. Ngoại trưởng Ukraine cáo buộc Nga biến 400.000 cư dân thành phố miền nam Mariupol thành con tin bằng các đợt pháo kích, bất chấp nỗ lực thành lập những hành lang nhân đạo cho dân thường di tản. Nga từng nhiều lần khẳng định không tấn công mục tiêu dân sự trong chiến dịch tại Ukraine. Khoảng 5.000 người và 1.000 xe hơi đã di tản khỏi thành phố Sumy, đông bắc Ukraine hôm qua. Sumy là nơi xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội vài ngày qua và gần như bị cắt đứt với phần còn lại của đất nước. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR ước tính số người tị nạn rời khỏi Ukraine vì xung đột hiện là trên 2,1 triệu người. Trên khắp đất nước Ukraine, hàng nghìn người có lẽ đã thiệt mạng, bao gồm cả dân thường lẫn binh lính, trong gần 2 tuần giao tranh. Giới chức thị trấn Bucha gần thủ đô Kyiv cho biết, lực lượng Nga ngăn cản đoàn 50 xe bus chở dân thường rời khỏi khu vực, nhấn mạnh hai bên đang đối thoại về hoạt động di chuyển của đoàn xe. Và cũng trong phần tin quốc tế, kính thưa quý vị, Venezuela trả tự do cho công dân Mỹ theo sau cuộc hội kiến với phái bộ ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng thống Venezuela đã ra lệnh trả tự do cho ít nhất là 2 tù nhân của Mỹ, được xem là thiện chí về phía Venezuela trong nỗ lực giảm căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Một trong những tù nhân Mỹ được phóng thích là ông Gustavo Gardenas, viên chức công ty dầu khí Mỹ Sico, bị bắt năm 2017 và bị kết án hơn 4 năm tù. Công dân Mỹ còn lại tên là George Albero Fernandez, công dân Mỹ gốc Cuba. Hiện chưa có thông tin về nơi ở hiện tại của ông công dân Mỹ này, thưa quý vị. Tuy nhiên thì họ sẽ được cho là sẽ bay về Mỹ ngay lập tức sau khi được phóng thích. Các nguồn tin ghi nhận Hoa Kỳ đang thuyết phục Venezuela phóng thích ít nhất là 9 công dân, bao gồm 6 lãnh đạo của công ty Sico, 2 cựu binh sĩ Hoa Kỳ.
cuộc thảo luận giữa phái bộ Hoa Kỳ và Venezuela liên quan đến chiến tranh Ukraine khi Hoa Kỳ muốn giảm thiểu lệnh cấm vận đang nhắm vào Venezuela. Đổi lại, Hoa Kỳ sẽ có được nguồn cung cấp dầu hỏa dồi dào thay cho dầu hỏa của Nga nằm trong lệnh cấm vận mới nhất. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ cũng muốn chính phủ của Venezuela bảo đảm các cuộc bầu cử tổng thống tự do, cải cách ngành công nghiệp dầu mỏ và lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Đổi lại, Hoa Kỳ sẽ cho phép Venezuela trở lại hệ thống giao dịch tài chính SWIFT và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính với các ngân hàng trên toàn thế giới. Tổng thống Maduro trong khi đó yêu cầu Mỹ dỡ hoàn toàn lệnh trừng phạt cấm xuất cảng dầu với Venezuela, dỡ lệnh trừng phạt áp đặt lên ông cùng quan chức chính phủ. Trong khi đó, thì Nam Hàn đang diễn ra cuộc bầu cử tổng thống. Hôm nay, dân Nam Hàn đi bỏ phiếu chọn tổng thống mới trong bối cảnh đất nước đang đối mặt đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng. Các điểm bỏ phiếu ở Nam Hàn mở cửa lúc 6 giờ sáng. Hai ứng viên sáng giá nhất hiện nay là Lee Jae-myung, 57 tuổi, của đảng Dân Chủ cầm quyền và Yoon Suk-yeol, 61 tuổi, của đảng Sức mạnh Nhân dân đối lập. Khoảng 2 tiếng sau khi bắt đầu bầu cử, Ủy ban bầu cử cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trung bình trên toàn quốc là 5%. Giảm nhẹ so với con số 5,6% năm 2017. Nguyên nhân giảm này có thể đến từ đại dịch. Vào thời điểm cả nước Nam Hàn đang chứng kiến đợt bùng phát COVID-19 lớn trong những tuần gần đây, chính phủ đã cho phép những người mắc COVID-19 được rời khu cách ly để đi bỏ phiếu nhằm bảo đảm quyền bầu cử của họ. Nam Hàn cũng ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục. Hơn 16 triệu người, chiếm gần 37% trong tổng 44 triệu cử tri nước này, đã tham gia bỏ phiếu sớm của tuần trước. Tuy nhiên, một vài sai sót đã xảy ra trong quá trình bỏ phiếu sớm, như phiếu bầu của những người nhiễm COVID được bỏ vào trong túi nhựa, thùng chứa, thay vì hòm phiếu theo tiêu chuẩn. Trong cuộc bầu cử trực tiếp hiện nay, những người nhiễm COVID và những người thuộc diện cách ly được phép đi bỏ phiếu trong khoảng 4 giờ chiều đến 5 giờ 30, sau khi cuộc bỏ phiếu thông thường kết thúc. Ủy ban bầu cử quốc gia cũng đã sửa đổi quy định, cho phép họ bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Thảo Tiên và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài.